Thưa quý vị và các bạn, cũng giống như bao em học trò khác, ngày ngày cắp sách đến trường cũng chỉ mong có một tương lai trọn vẹn. Thế nhưng đằng sau em Trần Thị Bích Trâm là cả một hoàn cảnh. Hành trình tiếp bước đến trường kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng tìm về thôn Dốc Lăng, xã Tụng Minh, huyện Hàm Thuận Bắc để tìm hiểu về gia cảnh của em ấy nhé. Men theo con đường mòn thuộc tổ 3, thôn Dốc Lăng, xã Thuận Minh, chúng tôi tìm đến nhà em Bích Trâm. Ngôi nhà nhỏ này trước đây luôn đầy ắp tiếng cười của một gia đình 6 người, mặc dù cuộc sống vốn rất khó khăn. Thuộc diện hộ nghèo của xã, gia đình Trâm lại không có đất canh tác, không có nghề nghiệp ổn định. Ba em là lao động chính trong nhà, với công việc chủ yếu là làm thuê, ai kêu gì làm nấy. Tuy thu nhập không nhiều, nhưng cũng được gọi là tạm ổn. Cũng có cái ăn, cái mặc và lo cho chị em Trâm được đến trường. Cuộc sống của gia đình em Trâm những tưởng êm đềm trôi qua. Nhưng cách đây 3 năm, ba mẹ em ly hôn. Mẹ dẫn hai em bỏ đi, để lại Trâm và em trai trong sự trống vắng. Có lẽ không gì có thể bù đắp được. Để có tiền nuôi các con ăn học và trang trải cuộc sống, ba Trâm đã gửi lại hai chị em cho ông bà nội chăm sóc, rồi đi vào Đồng Nai làm thuê. Và rồi dịch Covid bùng phát, công việc làm thuê của ba Trâm cũng không ổn định. Số tiền lương ít ỏi từ 4 đến 5 triệu đồng mỗi tháng được dùng để trang trải mọi thứ, từ tiền phòng trọ, chi phí sinh hoạt và cả tiền gửi về cho con ngày càng eo hẹp dần. Năm nay, ông bà nội Trâm cũng đều gần 70 tuổi. Bà nội thì thường xuyên đau ốm, đi lại khó khăn, nên không làm được việc gì. Thu nhập ít ỏi từ việc ai kêu gì làm nấy của ông nội cũng không đủ trang trải. Thêm vào đó, còn phải lo cho chị em Trâm được đến trường. Vì thế, cuộc sống luôn gặp khó khăn, bế tắc. Đây nói chung là tôi cũng không có làm gì được hết á, chỉ trồng qua cái cây cái trái rồi là hoặc như là dưa bầu bí gì thôi đó, để qua đây lót qua ngày thôi. Hoàn cảnh thì khó khăn, cha đi làm ở xa không được về nhà, còn hai đứa cháu thì ở ông nội bà nội, ông nội bà nội cũng già không có làm gì được, cũng bệnh đau. Ý thức được hoàn cảnh gia đình, hai chị em Trâm đều chăm ngoan và cố gắng cùng nhau học tập. Những bữa ăn thiếu thịt, thiếu cá là chuyện bình thường đối với hai chị em. Có những lúc, Trâm cảm thấy tủi thân vì không có một gia đình trọn vẹn như bao bạn bè cùng trang lứa. Nhưng thương ba, thương ông bà nội, Trâm lại bỏ qua mặc cảm, tự ti mà lấy đó làm động lực thôi thúc em phải quyết tâm vượt khó vươn lên, hướng về những điều tốt đẹp phía trước. Vì nhà xa trường nên việc đi học hàng ngày cũng càng vất vả hơn đối với em.
Hầu hết em đi bộ đến trường hoặc đi nhờ xe các anh chị lớp lớn ở gần nhà. Không đủ điều kiện để đi học thêm nên Trâm dành thời gian tự học ở nhà là chính. Ở trường em luôn lắng nghe kỹ và ghi chép cẩn thận những lời giảng của thầy cô để có thể tự học ở nhà. Sau mỗi giờ học của mình, Trâm cũng tranh thủ dạy học thêm cho em trai. Bên cạnh đó, em còn phụ giúp ông bà nội làm mọi việc trong nhà như rửa chén, nấu cơm, giặt đồ. Với Trâm, những khó khăn trong hiện tại cũng chính là cách để em rèn luyện bản thân vươn lên bằng chính sức lực của mình. Em biết Trâm á, thì trên mặc dù gia cảnh của em thì rất là khó khăn, không có được cha mẹ ở bên để bảo ban nhắc nhở, nhưng mà em rất là tự giác trong học tập. Em đi học luôn luôn đúng giờ và không bao giờ nghỉ học, chỉ trừ trường hợp mà em ốm quá nặng thì em mới đi nghỉ học thôi. Rồi bên cạnh đó thì các cái phong trào của trường, của lớp là em tham gia rất là nhiệt tình. Bạn bè trong lớp là rất là quý mến em bởi vì em rất là hay giúp đỡ các bạn. Em về học tập á, thì em học lực khá trở lên. Vừa rồi là đáng lý là em cũng được học lực giỏi, nhưng mà vì có một số cái tiết học online á, do điện thoại của em cũng không có đầy đủ phương tiện học tập nên em tham gia nó cũng không được đầy đủ, nên là cái chất lượng của em cũng không có được như mong muốn. Bạn cũng rất là dễ thương, cho học tập thì cũng bạn cũng có giơ tay phát biểu, cũng học rất là tốt. Mình mong bạn càng ngày càng mạnh mẽ và cố gắng hơn trong học tập để có nhiều phát triển tốt hơn trong học tập và đạt được nhiều thành tích hơn. Ở trường thì con cố gắng học tập, lắng nghe thầy cô giảng bài. Nhưng mấy bài nào con không hiểu thì con hỏi thầy cô hoặc mấy bạn học sinh giỏi. Rảnh thì con có thể mở bài cũ học rồi sang bài mới để thêm kiến thức để sáng, để con thuộc bài nhanh hơn. Không chỉ là một người cháu hiếu thuận, một người chị mẫu mực, trên trường Trâm còn là một học sinh chăm ngoan, năng nổ, luôn tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động của lớp, của trường, hay thường xuyên giúp đỡ các bạn học yếu hơn mình. Ba con thì vất vả, và nội con thì kêu con là học đi để sau này có công ăn việc làm, cho nên con cũng coi đó là điểm tựa tinh thần của con. Con muốn học tập thật giỏi để sau này nuôi ba, nuôi ông nội, bà nội và em của con. Ở cái tuổi lẽ ra được sống trong tình yêu thương, đùm bọc, chở che của ba mẹ, nhưng Bích Trâm lại chịu nhiều thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa. Cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn khi ông bà nội ngày càng già yếu. Và dần dần, dường như em lại đang gánh vác những suy nghĩ, những công việc của người lớn. Những lúc cảm giác buồn tuổi đang xen nhau, nhớ ba, nhớ mẹ và nhớ em, nhớ về cái ngày mà cả nhà đã từng vui vẻ cùng nhau. Hai chị em Trâm lại cầm chiếc điện thoại nhỏ bé lên, độc thoại với ký ức đẹp đẽ mà em đã từng có. Mong rằng ý chí, nghị lực mà Bích Trâm đã và đang có bao năm qua sẽ giúp em vững bước trên con đường còn rất dài. Dẫu chông gai và thử thách, nhưng sẽ tiếp sức cho em chinh phục được ước mơ của chính mình. Chúc em điều tốt đẹp nhất cho hiện tại và tương lai.
Thưa quý vị và các bạn, thấu hiểu và đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn của các em học sinh, Quỹ Tiếp bước cho em đến trường được thành lập cùng với sự hỗ trợ của các công ty, doanh nghiệp và mạnh thường quân. Và hôm nay thì em Trần Thị Bích Trâm, học sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở Thuận Minh sẽ nhận được phần học bổng ý nghĩa này. Và đầu tiên thì xin mời ông Nguyễn Quang Ánh, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao cho em phần quà trị giá 5 triệu đồng ạ. Qua cái cơn dịch hết sức là lớn, trong đó thì Bình Thuận của chúng ta cũng là một những cái nơi mà cũng bị cái dịch bệnh rất là nặng, mà hôm nay các con đã quy tụ về đây học và học trong một cái điều kiện các chú đến thăm và thăm một cái chuyện có ý, rất là có ý nghĩa, tặng cho Bích Trâm, một học sinh giỏi của lớp 6 trường trung học cơ sở của xã Thuận Minh, là tấm gương vừa là nghèo mà lại học giỏi, như vậy là một cái điều mà rất là chú cảm thấy rất khích lệ với bản thân chú rất là nhiều. Và đặc biệt nữa là cô Châu Kim Thúy cũng nghe các con trên này khổ, và đặc biệt là Bích Trâm học giỏi nữa, cho nên cô xung phong xin chú đi theo để lên đây thăm các cháu và thăm Bích Trâm. Rồi chắc là cô cũng sẽ có cái tặng cái món quà cho Bích Trâm nữa. Cho nên là nhân dịp này, thay mặt cho Hội Khuyến học tỉnh, Ban Chỉ đạo Tiếp bước cho em đến trường ở tỉnh xin kính chúc là các thầy cô giáo đã dạy giỏi, tiếp tục dạy tốt. Đó, các con là coi như học cái tấm gương của Bích Trâm. Các con học thật giỏi để nay mai các con trở thành là một cái những cái nhà khoa học, những nhà coi như là trí thức lớn để mà coi như phục vụ cho quê hương mình. Tiếp theo là phần quà trị giá 3 triệu đồng đến từ Mobifone Bình Thuận xin được trao cho em ạ. Xin mời bà Châu Kim Thúy, nguyên ủy viên ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh trao cho em một phần quà. Bà hy vọng con hôm nay con nhận được cái số tiền này. Đây là không phải là tiền nữa mà đây là một cái động lực thật là to lớn để một ngày nào con lớn lên con bằng những cô thầy ở đây là con sẽ quay trở lại tiếp những người bạn như cô hiện bây giờ đang giúp cho con. Xin mời bà Nguyễn Thị Thùy Nguyên, đại diện của Hội Khuyến học xã Thuận Minh trao cho em một phần quà. Cô đại diện cho địa phương, cô có món quà tặng cho con. Qua thời gian tìm hiểu thì thấy hoàn cảnh của bé cũng rất là khó khăn, và nên nhưng mà phần bé thì rất là chăm ngoan học giỏi, nên tôi có liên hệ với đài truyền hình tỉnh và xin cho bé một suất học bổng để phụ giúp đỡ phần nào trong cuộc sống cũng như là công việc học tập của bé. Và nhân đây thì tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân đã quan tâm ủng hộ cũng như là đài truyền hình tỉnh Bình Thuận, tôi xin hết. Xin mời thầy Phạm Huy Đăng, tổng phụ trách trường Trung học cơ sở Thuận Minh trao cho em một phần quà. Nhân đây thầy cũng có đôi lời gửi gắm đến em Trâm cũng như là những bạn học sinh khác, là chúng ta dù hoàn cảnh có khó khăn như thế nào thì chúng ta hãy cố gắng là vươn lên học tập thật tốt. Bên cạnh chúng ta vẫn còn những tấm lòng rất là nhân ái, rất là thiện nguyện, sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Vì vậy là chúng ta hãy thật sự là cố gắng học tập tốt hơn nữa để sau này trở thành những người công dân có ích cho xã hội. Và chúng ta sau này nếu chúng ta thành đạt thì chúng ta có thể quay lại giúp đỡ những bạn học sinh mà nhỏ hơn chúng ta rất là nhiều, có những hoàn cảnh tương tự như chúng ta ngày hôm nay. Dạ, con cũng xin cảm ơn chính quyền các cấp, cảm ơn thầy cô giáo, cảm ơn
đài truyền hình. Cảm ơn các cô, các bác. Chân thành là cảm ơn Hội khuyến học của tỉnh và của xã, của xã Thuận Minh. Vì tôi đây là ông nội, để là cũng không biết nói gì hơn. Thì cũng là có đâu là cũng cảm ơn các đài truyền hình của tỉnh giúp đỡ cho cháu. Chân thành cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, hành trình tiếp bước cho em đến trường sẽ còn tiếp tục hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác. Và hôm nay thì chương trình tiếp bước đến trường cũng xin được cảm ơn đại diện của Hội khuyến học tỉnh, cùng với đại diện của chính quyền xã và đại diện của trường đã trao cho em Bích Trâm những phần quà ý nghĩa nhằm nâng bước cho em đến trường. Và đến đây thì chương trình tiếp bước đến trường xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.